Trường Vũ vốn sống kín tiếng giản dị và đặc biệt là anh không bao giờ nhắc đến vợ và con. Ngôi sao hải ngoại có giọng hát truyền cảm, Trường Vũ sẽ hội ngộ cùng khán giả thành phố Hồ Chí Minh trong đêm nhạc sắp tới. Nam danh ca cho biết anh là người sống trung tình nên những ca khúc đã tạo nên tên tuổi đến bây giờ anh vẫn giữ nguyên bản, không thay đổi bạn phối như Đám Cưới Nghèo, Nghèo Mà Có Tình, Ra Người Mình Yêu, Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Người đến từ Triều Châu, thành phố buồn, ngày vui qua mau. Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít chủ động, quảng bá tên tuổi nhưng may mắn luôn được tổ đãi nên công việc đi hát luôn thuận tiện. Đặc biệt gia đình là chỗ dựa vững chắc nên anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng. Mỗi khi lên sân khấu, nhiều khán giả thắc mắc về anh và vợ con. Ca sĩ tâm sự, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều, nên để tôi có được ngày hôm nay, tôi không muốn đưa vợ con vào showbiz. Cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn. Trường Vũ hy vọng đêm nhạc sắp tới anh có dịp tâm sự nhiều hơn với fan cuồng. Về chặng đường đã qua cũng như những kỷ niệm trên sân khấu, anh vui mừng vì những năm gần đây được khán giả quê nhà nhớ đến và các bầu show liên tục mời anh có cơ hội thường xuyên về nước biểu diễn. Ở Mỹ tôi chỉ hát vào dịp cuối tuần, một năm có vài ngày thì được hát thêm, ở Việt Nam thì mình có thể hát hàng ngày, một tuần hát 5 đến 6 ngày luôn, anh kể. Sinh ra ở vùng đất Bạc Liêu, nội danh với những công tử nhà giàu chịu chơi, nhưng Trường Vũ là con thứ năm trong gia đình người gốc Triều Châu, sống tại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa. Trường Vũ nói tiếng Việt cũng chưa thạo, bằng lòng yêu âm nhạc, lao động nghệ thuật hết mình, anh khẳng định. Tên tuổi được đông đảo khán giả người Việt yêu mến, trong số những giọng ca hải ngoại, Trường Vũ được đánh giá là giọng ca đặc biệt với dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh được biết đến là một giọng hát thay thế những ca sĩ từng gieo vào lòng khán giả nhiều sầu nhớ như Trí Linh, Tuấn Vũ. Trường Vũ từng được Trí Linh nhận làm đệ tử, chính vì thế những bài ca buồn về quê hương, gia đình, bạn bè và người yêu một thời gian gắn với tên tuổi của Trí Linh giờ lại làm nên sự thành công của Trường Vũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.